Trước khi đi vô con biết ăn trước không? Ăn mì đi. Tới gì nào với ba được? Mình ăn mì. Rồi nãy con ăn mì ly, ba muốn ăn thiệt. Con chút ăn là con mới đi chơi xe đạp á. Wow, Michael's birthday is like serious. I know. Honey, he's only 23. You gotta take $2 back. Oh, dang, my wife is fat. He'll get the 25 in 2 more years. But when you hit 100, I can't give it to you, Michael. I gotta give it to Annika and Kai, they give it to you. It'll probably be just automated. I just set up an account that says, Happy Birthday, 99, here you go. Ăn trước, ăn trước, eat. Bún riêu hả đi, chắc bún riêu. Bún riêu, bún riêu. Ủa, giống gì vậy giống? Hôm nay không có bằng áo đầm miếng ngủ kìa. Đúng rồi. Quên, làm thợ nấu. Không đập quên. Chứ đập đâu, đây đi. Để dành phút phim cho thay nha. Để dành phút phim cho. Sao có năm giờ mới bắt đầu đẹp kìa. À ha. Mấy cách nữa. Tại giờ sáng giờ thay làm không, đầu nấu nè. Giống, thông cảm, thông cảm. Giống cái phần áo đầm á, mấy cách để rửa chén. Cái bữa có hình rồi không, ba guốc rửa chén rồi. Rồi đây là nấu là riêng nữa, phần khác nữa. Qua wow, áo BB rồi đó là tết gì mà dày quá vậy? Tết dày quá hả? Cái này nó sắc quyền cục nó bé luôn. Wow. Cái gì ở đâu làm gì cần làm công đi. Sao vậy? Đó là Dũng ăn sống á. Dạ Dũng ăn sống con nói hơi sống sống đi. Co đơ. Không sao, nấu sao ăn vậy thôi. Nấu sao ăn vậy à, đưa nguyên. Thích sống thì sống chín thì vợ. Thì vợ có biết con thì khỏi, nó sống không có chín quá. Chín là đậu ngon rồi, khô. Dạ khô. Cái kia, cỏ này của anh quá. Dũng đưa Dũng công ra. Tôi cùng mai tôi ăn. Ủa, có mấy lạnh thiệt á Dương? Mấy lạnh thiệt á đấy. Ngầu Dương. Ra ngoài trời mà muốn đem mấy lạnh được Dương. Quá bữa nay sao có bếp lớn không thầy? Thế thì bó rồi, nó chẳng là AC. Bỏ ra một triệu rồi, đủ rồi. I was in Hong Kong like 10 years ago and there's like red Ferrari pulled right at the intersection with everybody crossing and I could feel his AC come out of his convertible. Was it hot? Super hot. Like this guy had money just to burn like in a convertible with full AC on. Oh my god. Man. Thank you so much for your patience. I can feel it. You can feel it coming to you. Có sẻ hai bên đó. Ủa, cơm bánh rồi hả? Ăn bánh rồi hả? Dạ, ăn chi nó ngon. Ăn ngon không? Ăn ngon hả? Đó. Bún riêu. Jennifer, có con gì cho Cathy đâu? Cathy hả? Đây là hôm qua nó qua khách tiệm qua nó giúp mấy đứa nhỏ làm máy vi tính không biết hôm nay nó có tới không. So Kai đâu, Kai đâu? Mở nhạc cho mấy đứa nhỏ mày nó vô hết rồi. Nhảy lên quá. Đem câu cho nó nhảy chứ, giờ mấy nhà nhảy gì nữa.